Hello hello, Nhân Văn Trang xin chào cả nhà nha. Cả nhà mà ai có nhu cầu mua cao su để làm sân banh bóng đá hoặc là làm thảm cao su hoặc là làm gạch cao su thì xin liên hệ Nhân Ve Chai TV nha. Hàng này là hàng đảm bảo chất lượng nha các bạn, được xay ra từ các đế cao su, các ron cao su nha các bạn. Đấy, hàng mịn màng và không cứng. Toàn là cao su không nha cả nhà. Đấy. Số lượng thì bao chất lượng luôn. Cả nhà ai có nhu cầu mua cao su liên hệ nhá. Mình sẽ bán cao su cho nhá. Đấy, hàng hàng chất bao này. Đầy đủ rồi. Đấy, một bao này là 40 kg. À đúng rồi. Đấy, đây là hàng này là lăng hạt cao su để rải sân banh bóng đá mini. Đấy. Hàng này là hàng mà bao đã lên đây cả nhà. Bao đã lên là một bao này 40 kg. À đấy, bao này bao 40 kg. Đấy, cả nhà mà ai có nhu cầu mua hạt cao su rải sân banh thì xin liên hệ Nhân Ve Chai TV nha. Đấy, cả nhà xem đấy, hàng bao số lượng nha, bao số lượng và bao chất lượng luôn cả nhà. Đó. Đấy, hàng hạt nhựa như vậy là được làm đường bằng các đế cao su rồi cả nhà. Đấy, đế cao su này, đế cao su giả dép nhá, toàn gọi là cao su nha, còn mà xốp là không 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 làm nha. Đấy, hàng luôn luôn là có sẵn ở xưởng nha, đóng gói bao số lượng nha. Đấy, cả nhà nhìn đó, bao số lượng đó, mấy chục tấn cũng có nha, giá cả là cạnh tranh thị trường. Đấy, hàng luôn luôn là đảm bảo cho anh em có hàng. Nếu như mà hạt mà xay mà không đảm bảo có trộn các tạp chất vào là sẽ bao hàng, làm ăn là uy tín, nói chung uy tín là sẽ tạo lên thương hiệu và tạo lên hàng đầu. Đấy, đây như thế này, đây gọi là rong này, rong cao su này, cả nhà nhìn này, đây này, đây nhìn thấy chưa, rong cao su này xay ra này nhá. Đấy, rong cao su này đó, nói chung ở đây là làm toàn bằng là chất liệu là cao su chứ không có gì là pha trộn cả, nên là cả nhà là nếu như có nhu cầu mà mua hàng thì liên hệ Nhân Ve Chai nha, yên tâm nha. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Chúc cả nhà luôn luôn sức khỏe, bình an và hạnh phúc nha.